Trực tiếp, dạ rồi. Ok. Nhưng mà thường thì sẽ So right now we are waiting Yes. for the audience on the live on Instagram. Yeah. Xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ thì Vân đang mở livestream trên Instagram để kết nối với chị Angela. Hi Cambodia. Đây. Dạ rồi. Ok, so nhấn vô đây đúng không ạ? No. Angela. Okay. We will invite Miss Angela. She is the CEO of One Body Village in Mabuhay. Canada. Mabuhay, Philippines. Hi, hello chị. Dạ, ngày hôm nay thì em rất là vui khi mà có cơ hội để có thể trò chuyện cùng với chị. Và thực ra thì giống như rất là nhiều các bạn khán giả cũng như là mọi người rất là quan tâm về dự án One Body Village của mình. Và ngày hôm nay thì nhân cơ hội này thì em cũng ngồi cùng với anh Hoàng thì muốn dành những cái câu hỏi cho chị để giống như là mọi người sẽ có thể hiểu hơn về dự án của mình cũng như là về ngôi nhà One Body Village của mình. Thì em rất là vui ngày hôm nay vì em biết là chị rất là bận nhưng mà chị vẫn dành thời gian của mình để có thể chia sẻ cùng với em cũng như là tất cả mọi người ngày hôm nay. Và bây giờ thì em nghĩ là chắc là không để mọi người chờ lâu, em sẽ cùng chị và anh Hoàng, ba anh em mình sẽ có thể chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh ngôi nhà One Body Village nhé. Dạ. Cảm ơn em, chị rất là hạnh phúc có ngày hôm nay được nói chuyện với em nhé. Dạ. Và thực ra thì em nghĩ là em cũng rất là may mắn khi mà được trở thành đại sứ ambassador for One Body Village. Vì với em thì đây là một cái dự án mà phải nói là em thật sự đã dành rất là nhiều tâm huyết, nhưng mà em biết là đằng sau đó thì còn có chị và rất là nhiều những anh chị khác. Và bây giờ thì em nghĩ là để cho chị chia sẻ cũng như là anh Hoàng sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện xung quanh cái hành trình của những người sáng lập cũng như là những người đồng hành cùng với One Body Village. Yeah. Okay. Before that, because that we have a lot of global audience here on the SaaSpotter and on the audience on Khánh Vân Instagram, yeah. So I would like to translate in very like briefly. So we just want to say hi to Miss Angela, the CEO of One Body Village in Canada. She also the president and member board director of One Body Village Global. And One Body Village, as we all know, that this is the project of Khánh Vân bringing to Miss Universe. This is the house, the family of a lot of children who has been the victim of sexual abuse, sexual harassment, and sexual exploitation yeah. all over the world. Yeah. So One Body Village has its network in the US, in Canada, in Cambodia, in Vietnam, and Australia also. So is it our honor today to meet with you, Miss Angela? So could you say hi to all the audience? Yes. Hi, everyone. Thanks, Khánh Vân and Hoàng, for inviting me on here today. I am so, so happy to be here. I'm very grateful for Khánh Vân to be our ambassador, to raise our voice and to talk about us on the global stage so that we can raise up and rise up against child sexual exploitation, even though we help children in Southeast Asia. Predominantly, we do speak up for all children across the globe because there is no greater injustice than violence against children. So thank you for having me here. Yeah, yeah. Thank you, chị. Chị Angela, chị có thể nói cái điều vừa rồi bằng tiếng Việt luôn được không để khán giả hiểu được cái gì đó? Chị nói không được đâu nha. Thật ra chị Angela vừa mới xem hai khán giả và chị Angela cũng cũng muốn nói là mình rất là hạnh phúc được có mặt ở đây ngày hôm nay trong cái buổi live talk này, cũng như là rất là vui bởi vì có được Khánh Vân là một cái đại sứ của One Body Village tại Việt Nam, một cái người có thể giúp speak up, có thể nói lên được cái tiếng nói của những cái trẻ em gái là nạn nhân hoặc là có thể có nguy cơ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, của khai thác tình dục. Và chị rất là mong muốn những cái dự án như One Body Village và cái tiếng nói của Vân sẽ giúp One Body Village tiếp tục vươn xa. Và Hoàng cũng như là Vân cũng như là chị Angela rất là mong muốn thông qua cái buổi talk ngày hôm nay thì mọi người có thể hiểu hơn về dự án One Body Village và lý do tại sao Khánh Vân lại quyết định đồng hành cùng One Body Village và
Mọi người cũng rất là inspiring bởi cái câu chuyện của chị Angela, là một người phụ nữ nằm trong mạng lưới của One Body Village, giống như cách mà mình đã gặp gỡ chị Yên Thảo này, cô Ngọc Nữ này, đúng không? Thì Vân, em có câu hỏi gì muốn đặt cho chị Angela? Dạ chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì nhân cơ hội này thì em cũng muốn hỏi chị là một cái hành trình mà chị đã gắn bó với nhà OBV, và với những cái điều mà chị gắn bó thì chị cảm thấy là cái sứ mệnh của chị ở đây thì đó là sứ mệnh gì ạ? Xin Hoàng thông dịch cho chị một chút. Chị hiểu một chút. So could you tell us a little bit about the journey of you with One Body Village and also the mission of you when you being the CEO of One Body Village? Năm nay thì Angela 32 tuổi. Thì lúc Angela 22 tuổi thì mới biết đến tới One Body Village và Cha Thân lần đầu tiên khi Angela đi về Việt Nam. Trước đó Angela sinh đẻ bên Canada, chưa bao giờ qua Việt Nam, không có biết là nghèo khổ là cái gì, và nạn nhân khai thác tình dục. Mấy đứa em trẻ là như sao, các em rất là nhỏ nhỏ bé, mình không có tưởng tượng được. Thì khi gặp được Cha Thông và quen biết đến Cha Thông và khi mission của One Body Village, Angela rất là cảm động, vì gia đình của Angela bên Canada cũng nghèo, làm lao động nhiều lắm, nhưng mà cho dù mình nghèo ở bên Mỹ hoặc là bên Canada, mình có bất cứ câu opportunities là gì em? Cơ hội để đi học, để có công ăn việc làm, mình ước mơ cái gì mình có thể lấy được hết ở bên đây. Nhưng mà chỉ thấy ở bên Việt Nam, một là mình nghèo khổ, nhưng mà hai, mình bị xâm hại, mình bị buôn bán để làm nô lệ tình dục, buôn bán để mình phải đi ăn xin. Chị thấy rất là xúc động hả? Thì mình nghĩ là mình sinh đẻ bên Canada, mình sao mình sung sướng quá. Thì mình thấy các em ở bên Việt Nam, they look like me, giống như cái mái tóc, cái mặt cũng giống như mình nói chuyện tiếng Việt với nhau, nhưng mà tại sao Angela sung sướng quá và các em rất là đau khổ. Thì Angela mới bắt đầu volunteer với Cha Thông, với One Body Village, rồi sau này có cơ hội để lên làm president thì Angela đồng ý. Tại vì giống như Khánh Vân nói là mình không có cái gì, mà mình chỉ có cái tấm lòng, right? Thì chị cũng vậy, chị không có cái gì hết nhưng mà có cái tấm lòng để mình làm. Cảm ơn chị rất là nhiều vì chị đã đồng hành cùng với nhau VV, tại vì tới tận bây giờ đã hơn 10 năm rồi, và những cái khó khăn, những cái gì đó của các em nhỏ, những cái điều mà một cái hành trình của các em làm sao đó có thể gọi là chữa lành tâm hồn, chữa lành những cái vết thương mà gần như là mình không biết làm sao đó có thể chữa lành được. Thì chị và các cô, các cô giáo, tất cả các chị, các anh ở nhà VV đã làm được điều đó cho các con. Thì đối với em thì em nghĩ là các anh chị là những người rất là truyền cảm hứng đến cho em và giúp cho em phải cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình này. Và em muốn hỏi là điều gì mà truyền cảm hứng cho chị nhiều nhất khi mà chị thực hiện được sứ mệnh này? Tại vì chị làm đã 10 năm rồi, chị thấy các con từ nhỏ lên tới lớn, and các trẻ mà trở thành phụ nữ mà có gia đình, có con của mình, có công ăn việc làm giống như Vân, giống như Angela, cái đó là chị rất là vui khi thấy như vậy. Thì chị cứ tiếp tục làm cái công việc như vậy. Có nghĩa là em nghe chị kể thì em có thể hiểu là trong cái hành trình mà nuôi dưỡng, bảo vệ và giải cứu những em bé đó, thì đến ngày hôm nay thì cũng đã rất là nhiều những cái bạn đã rất là thành công, đã có một cái cuộc sống ổn định, cũng như đã lập gia đình, đã sinh em bé. Và giống như là Sơn Ngọc cũng cho em coi những cái hình ảnh đó của các chị, em phải lớn hơn em, các chị lớn hơn em, em phải gọi là các chị. Thì em thật sự là em cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì tất cả chúng ta đã trải qua một cái khoảng thời gian khó khăn và ngày hôm nay đã có được cái sự hạnh phúc, có được niềm vui, thì em nghĩ nó vô cùng ý nghĩa cho cuộc sống này.
Và với những câu hỏi này thì em nghĩ là em biết là chị rất là dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là tình cảm cho dự án OBV này, thì em không biết là cái điều mà chị muốn thấy ở OBV trong 5 năm tới thì chị muốn thấy OBV sẽ như thế nào ạ? Cảm ơn Khánh Vân. Thì chị trong 5 năm tới chị muốn là không phải OBV chỉ ở Việt Nam với Cambodia, chị muốn OBV Malaysia, Laos, Thailand, America, Europe để mình giúp những trẻ cả khắp thế giới mà bị như vậy. But cái cuộc nói chuyện nó quá inspiring đi, nên là em đã đi theo cái cuộc nói chuyện đó. But I will try to translate in a briefly. So Miss Angela has been engaged with One Body Village for 10 years from 22 when she have a chance to come back to Vietnam and meet with Mr. Martino Thong, the founder of One Body Village. And when she heard about the story of the children who are the victim of sexual abuse, exploitation, it's moving her, and it's like making her have a lot of motivation to become a part of One Body Village. She feeling like she are very lucky that she have a family that support her for education, even that she were not born in a rich family. And then she start her career with One Body Village, and she looking at the girls who raising from the very young to be an adult, to get in marriage and successful in life. And is it the most inspiring thing about working with One Body Village? And in the 5 years, she wants to see One Body Village on over the world, not only in Cambodia or Vietnam, but also in Laos, in Thailand, in Europe, in US, because there is a lot of children every day being the victim of sexual abuse and harassment. Thank you. Thật sự phải nói là rất là tuyệt vời để mà có thể nghe được những cái tâm tình của chị, và em rất là hy vọng có thể cùng với chị, cùng với nhau OBV của mình có thể lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp như thế này, và mình có thể phát triển OBV khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và em có một câu hỏi là chị muốn tất cả những người phụ nữ ngoài kia biết điều gì để có thể bảo vệ bản thân mình cũng như là những người khác. Em này chị xin trả lời tiếng Anh nha. Nhờ em translate cho chị. What I want women to know so that they can protect themselves against sexual abuse and exploitation is that it can happen to anyone. It's not a problem in developing countries only. It's a problem in developed countries like Canada and the USA. And what most women don't may not know is that they are exploited and abused mostly by people that they know. It's not someone else. It's not victims of kidnapping that are trafficked the most. It's you're trafficked from someone you know. And so I think the best tool to protect ourselves is A, to know about the problem, and then B, like Khánh Vân, to have some self-defense technical skills is so important for us to feel empowered, to feel strong, and to protect ourselves. And then lastly, not being afraid to speak up when you know someone or you are a victim or a survivor yourself. Speak up because there are other people suffering in silence who need us to speak up with them. Em cũng có một cái suy nghĩ cùng với chị, có nghĩa là khi mà bất kể điều gì thì mình cũng phải lên tiếng ngay để có thể tố cáo những cái người đó, cái người mà phạm tội, đưa họ ra ánh sáng và họ phải chịu trách nhiệm về những cái điều họ đã làm, những cái điều mà họ đã gây tổn thương cho những người phụ nữ, cho những em bé. Đó là cái điều mình không thể nào chấp nhận được. Và nếu như bất kể một ai, tất cả những người phụ nữ, tất cả những em bé hay bất kể một ai đã là nạn nhân của vấn nạn này, thì rất là hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau cất tiếng và có thể tố cáo, có thể có một cái biện pháp nào đó để người đó phải nhận những cái hình phạt thích đáng.
Và cái đó là cái điều mà em thực sự em đã và đang rất là cố gắng và làm những cái điều đó mỗi ngày ở tại Việt Nam. Và em rất hy vọng rằng với tất cả chúng ta, những người phụ nữ, những em bé, chúng ta trên khắp cả thế giới này, chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng và làm điều đó. Và cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn em. Dạ, đó là một cách để có thể bảo vệ cho tất cả chúng ta. Em nghĩ cái điều đó nó vô cùng ý nghĩa. Dạ. Cái điều mà chị thích nhất là Khánh Vân, with your influence in Miss Universe, with a huge platform to influence so many people and so many young women to speak of this issue that not a lot of people talk about to a global stage, I think that is just so wonderful, and it's so needed. Chị rất là muốn Vân sử dụng cái sức ảnh hưởng của mình, bởi vì em là một đại diện của Việt Nam tại Miss Universe, và dùng cái sức ảnh hưởng đó có thể giúp cho nhiều người biết tới hơn, nhiều người ý thức được cái vấn nạn này hơn, và nhiều người có cái can đảm để có thể nói ra cái câu chuyện đó hơn. Bởi vì giống như hồi nãy chị có nói, nó là một cái chuyện nó diễn ra hàng ngày. Nó diễn ra với bất cứ ai, và nó có thể thường là nó sẽ diễn ra bởi vì chính những cái người xung quanh mình, những người mà mình biết, chứ không phải là những người xa lạ, đúng không chị? Thì cái này thì Hoàng và đặc biệt là Vân đã có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt ở Việt Nam khi mà lắng nghe những cái câu chuyện này, thì em cũng muốn nhân cái cơ hội này Vân có thể share một vài cái trải nghiệm của mình trong những cái chuyến giải cứu mà Vân đã có ở Việt Nam, để cho chị Angela có thể cùng nghe. Có thể chị Angela cũng đã biết rồi đó, nhưng mà em nghĩ là hầu như là tất cả những cái chuyến giải cứu của em từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ thì đều có những câu chuyện, những kỷ niệm mà em nghĩ rất là khó quên. Chuyến giải cứu đầu tiên của em thành công khi là cô bé đó đã đến nhà OBV rồi, nhưng mà khi mà tới cái dịp Tết thì con được về lại quê, thì gặp lại gia đình, gặp lại mẹ, thì cuối cùng là con khóc và con không chịu lên lại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Xong là em đợt đó thì em có về Sóc Trăng, thì em có cùng với chị An Thảo đầu tiên là ghé thăm em bé đó, thì em bé đó khóc rất là nhiều, rất là muốn về nhưng mà lại nhất quyết là không về. Thì chị An Thảo và em, hai chị em ngồi khuyên hết cách, khuyên không còn lời nào nữa, nói đủ thứ lý do mà mẹ của em bé đó thì rất là muốn em bé đó về với nhà BB, tại vì đi học, được chăm sóc và được thì nhưng mà bé đó vẫn không chịu, mặc dù là mẹ bé đó khóc là nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi thì khi mà tìm hiểu sâu hơn thì mới hiểu được là con không muốn đi bởi vì người đó, gia đình của cái người mà đã làm cái điều đó với con á, thì vẫn còn ở đó, nhưng mà cái người đó thì đã bị pháp luật trừng trị rồi, nhưng mà người thân thì vẫn còn ở đó, và mỗi ngày con phải nghe những cái lời nói rất là tổn thương, cứ làm cho con cảm thấy là con không thể nào đi được. Và người ta dùng những cái lời nói tổn thương đó dành cho cả mẹ con, dành cho cả gia đình của con nữa, cho nên là con cảm thấy rất là tổn thương, chồng tổn thương, và con muốn là con phải ở đây để con nghe những lời nói đó, chứ con không muốn người thân của con bị chịu những cái ảnh hưởng đó. Và chính cái điều đó cho nên là con khóc rất là nhiều, nhưng con không quyết định đi, và cứ nói là sẽ ở lại quê để mà có thể làm mía rồi làm gì đó để có thể kiếm sống, nhưng mà ở đó thì thật sự là công việc nó quá ít, thì nếu như bé đó ở lại đó thì chỉ có thêm gánh nặng thôi. Nên là cuối cùng là em mới hiểu là chị Yên Thảo và em, hai chị em bắt đầu mới dụ, nói là thôi bây giờ nếu như vậy thì lên đó mình không đi học văn hóa nữa mà mình sẽ học nghề luôn. Thế là em bé vừa nghe xong đi là mình khỏi phải mất thời gian đi học để mà có thể kiếm tiền phụ mẹ. Tại vì em nói là chỉ có một cái cách mà con có thể giúp được gia đình cho con là con phải thực sự thành công và hạnh phúc. Con phải thực sự thành công thì con mới có thể lo được cho gia đình, lo được cho cha mẹ, lo được cho những người thân của con, là cách đó để có thể giúp cho một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì nói như vậy xong cuối cùng là quyết định là đi làm kiếm tiền. Nhưng cuối cùng là khi mà về tới nhà OBV rồi chị, bây giờ bé đi học và không chịu đi làm nữa mà học rất là giỏi, làm bác sĩ bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều bạn khác nữa. Thì cái điều đó em cảm thấy qua rất là truyền cảm hứng đến cho em, và có rất là nhiều những em bé thực sự là khi mà em gặp đó, thì các con đa phần là bị sang chấn tâm lý rất là nặng,
Và nói chuyện thì thật ra cũng rất là khó để có thể bắt đầu một cái câu chuyện nào đó. Nhưng mà em nghĩ cái thành công của em á, là nếu như mà mình có thể làm được, đó chính là một cái nắm tay thôi. Em nghĩ là các con cần được cái sự chia sẻ, các con cần được cái sự đồng cảm, cần được cái sự thấu hiểu, chứ không phải là con em đến em cho con một cái bánh, cho con một cái kẹo, hay là phải cái điều gì đó cho con. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một cái ánh nhìn thôi, là cô cũng từng là một nạn nhân. Và ngày hôm nay thì cô đã có thể đứng lên mạnh mẽ để có thể vượt qua được điều đó, và con cũng có thể làm được. Và tất cả mọi thứ chỉ là tai nạn thôi, nó không, cái quá khứ nó không có quyết định tương lai của mình, và nó không nói mình là ai. Cho nên là những cái điều đó em đều, những cái điều đó nó làm cho em biết là em phải cố gắng hơn mỗi ngày trong cái dự án này. Yes, thank you em. Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, cái bạn đầu tiên á, thì em từ nhỏ VV về á, thì là bạn đó là 14, 13 tuổi. 13, 14 tuổi. Nhưng mà khi mà các bạn bị xâm hại á, là lúc đó là bạn chỉ mới có 12 tuổi thôi, 11, 12 tuổi thôi. Và bạn thấy được cái con của bạn nó rớt ra ngoài luôn, có nghĩa là gọi là bị trục Chụp thai. thai, và bạn đã bị sang chấn rồi nè. Và bạn quá đau đi, bạn đau tới mức độ bạn nói là mẹ ơi, bây giờ thà mẹ giết con đi chứ con không thể nào sống nổi nữa. Cái điều em thật ra thì ngày trước á chị, em khóc rất là nhiều. Em không biết lý do gì mỗi lần mà nhắc đến OBV thì em luôn khóc, tại vì em rất là thương các bé. Và tại vì các bé rất là nhỏ tuổi nhưng mà lại có thể bị những cái điều đó, mình cảm thấy là mình không chịu nổi, tại vì nó quá kinh khủng so với lại một cái em bé mà phải chịu đựng. Cho nên là mọi người hay nói em là yếu đuối, nhưng mà không phải là mình yếu đuối, nhưng mà vì là mình cảm thấy thương thương những em bé đó rất là nhiều, cho nên là mình thật sự cảm thấy rất là xúc động. Và kể cả mẹ của em nữa, mẹ của em mà lúc mà lần đầu tiên khi mà đến với OBV á, là em có nói với mẹ em là mẹ ơi, mẹ đừng có tới OBV nha, mẹ tới là mẹ sẽ khóc. Xong rồi mẹ nói không, mẹ không có khóc đâu, mẹ không có khóc, mà mẹ tới đó để mẹ thăm các bé thôi. Nhưng cuối cùng khi mà mẹ em vừa tới nhà OBV xong, mẹ em ngồi khóc từ sáng cho đến chiều luôn, mẹ em không ngưng được. Có nghĩa là ở đây là em hiểu được là có rất là nhiều những người vẫn luôn âm thầm, vẫn luôn ủng hộ và vẫn luôn yêu thương những em bé đó. Và em tin là với dự án này, những cái điều mà các anh chị Angela, chị Yên Thảo, Má Ngọc Nữ, và sau này em cũng cố gắng đi theo mọi người, nhưng mà em biết là rất là khó, nhưng mà em vẫn luôn được các cô các chị ủng hộ em để mà có thể tiếp tục hành trình này, thì em nghĩ là rất là tuyệt vời, và em sẽ cố gắng dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Và Thank thì you. Các con rất là thương, các con rất là Phúc thương chặt. Khánh Vân. Oh my gosh, mỗi lần đầu tiên mà các con gặp được Khánh Vân, gọi cho chị ngày hôm sau, cô ơi các con gặp được cô Khánh Vân này nọ, rất là quý em. Và chị nghĩ rằng cái đặc biệt của Khánh Vân là Khánh Vân nói là mình đã từng bị là nạn nhân, mà bây giờ Khánh Vân very successful, có đặt giống như you're a great role model to our girls, and which is fantastic. You're giving them dreams that they never thought they could dream of before, and to reach for the stars. That's what we want for them to have. So I will shorten the story. It's a long story, but in briefly, that the story of a girl who like 14 years old, she was a victim of sexual abuse by the neighbor. And then we rescue her and bring her to OBV. But after the third holiday, when she come back to visit her family, she didn't want to come back to One Body Village. And that's why all the One Body Village rescue team, including Vân and Miss Yên Thảo, Miss Ngọc Nữ, come to her family in Sóc Trăng, right? And trying to convince her to come back. But at this time, she deny, she resists because she because that the neighbor who raped her, he's got like he didn't hear, but his family is still blaming her family, like because of you that my son or my boy is taken out, so that she wants to stay here to protect her family, to listen to their blaming, not her family, listen to them, and she wants to make a living for her family. She wants to get a job and
make a living. And then Vung and Miss Tao trying to convince her by giving her opportunities to work in at nails, right? Yeah. And at that time she was convinced, and luckily when he come back to One Body Village, she find inspiring of study, and then she studied very well, right? Yeah, very well. She studied very good and got the highest grade in the school. So yeah, I think Vung is a very good role model, because every single girls, when they looking at Vung as successful role model, she used to be a victim of sexual abuse, sexual harassment too, but she can become who she is today, and you can too. Anh nhớ là, anh nhớ chị Thảo có nói là Vân giống như kiểu may mắn, có ví may mắn, tức là đi thì đi cũng không nhiều, thật sự là không được nhiều lắm, tại vì có rất nhiều chuyến, nhưng mà cái lịch làm việc, nhưng mà cái chuyến nào mà Vân có thể sắp xếp được thời gian thì Vân đi, và hầu hết là Vân đi là đều thành công. Em cũng có rất là nhiều kỷ niệm, giống như đợt đó em đi Đắk Nông, em giải cứu ở Đắk Nông, và đợt đó thì rất là thương chị ơi, tại vì lúc mà đi theo là mẹ của bé đó đón em là ở một cái ở đường quốc lộ ở ngoài đường lớn, thì xong rồi đi theo mà hôm đó em không biết sao mà trời mưa tầm tã, mưa lớn lắm, mưa tới mức độ mà không thấy cái gì luôn, và đường rất là xa, và chị đó người ướt hết, tới nhà đó để mà đem năn nỉ em bé đó về. Thì nhà em bé đó là có hai chị em gái, nhưng mà bé đó chỉ mới có 6-7 tuổi thôi, quá nhỏ. Em của bé đó em ôm trong lòng hình như có 2 tuổi, em nhớ như vậy. Thì ba mẹ của em bé đó thì rất là muốn em lên nhậu VV. Và khi mà mọi người hỏi ra người nào thì chính ba em bé đó là người tố cáo ông nội em bé đó, để mà có thể bảo vệ con của mình. Và em bé thì con rất là may mắn, bởi vì con có ba và mẹ đều rất là yêu thương con, rất là đau khổ vì cái điều đó. Nhưng mà vì họ phải mưu sinh, họ phải kiếm sống, họ phải đi làm và còn gia đình nữa, cho nên là họ không thể nào gọi là bảo vệ con mỗi ngày được, bởi vì họ phải đi làm xa, đi chở hàng xa. Cho nên là lúc đó là ngồi là em nhìn, nhưng mà em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Em có mở cái cuốn album ra trong nhà OBV mình, em giải thích, em nói đây tới đây con sẽ được đi học, con sẽ được ăn uống, được chăm sóc, được các cô lo cho con. Con sẽ được đi học đến năm 18 tuổi, và sau này thì trong tới khi mà con 18 tuổi thì con có một cái số tiền nho nhỏ để con có thể kinh doanh, con có thể bắt đầu start up làm một cái gì đó mà con thích, hoặc là con có thể học tiếp. Bất kỳ khi nào mà con vẫn còn muốn học thì OBV vẫn sẽ tiếp tục dạy cho con và cho con cái điều kiện để đi học. Thì nói bé ngồi im không nói một lời nào. Lúc đó em ngồi kế giống như anh Hoàng bên đây em ngồi, xong là em rất là lo, em không biết làm sao mà ba của bé và mẹ của bé khóc rất là nhiều và muốn con đến với nhà OBV. Nhưng mà em ngồi em ôm em của bé đó vào lòng, em chỉ ôm thôi. Xong thế là em không biết làm thế nào, em lấy cái tay em xoa sau lưng, em vuốt sau lưng, em không biết phải nói, tại vì đôi khi có những cái em biết là cái nỗi đau và cái nỗi tổn thương của con nó quá lớn đi, em không biết bắt đầu từ đâu để em có thể nói được, cho nên đôi khi những cái điều em làm nó chỉ là một cái hành động thôi, em nghĩ là nó sẽ chia sẻ được. Thì lúc đó em đưa tay em xoa lưng em an ủi, nhưng mà sau đó rồi thì bé nó vẫn im không nói một lời nào với em. Với chị em nói là thôi chắc là lần này chắc cũng khó rồi, bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu. Thì tự nhiên bé đó lấy cái tay đặt lên đùi của em, đặt lên bàn tay của em. À là em hiểu, em biết là bắt đầu con cảm nhận được những cái điều mà mình nói. Xong rồi lúc đó là em tranh thủ á chị, em ôm lấy tay của em bé đó, bắt đầu là em nói nhiều hơn nữa, em nói liên tục. Xong bắt đầu là con đồng ý về nhà UV. Trời chị ơi, em hạnh phúc vô cùng, có nghĩa là rất là khó khăn, nhưng mà từ từ em nghĩ là cái gì cũng vậy, mình cần phải có một cái sự gọi là kiên nhẫn, và mình không có vội vàng, và bất kể một cái gì nữa đi chăng nữa thì mình phải từ từ, và mình phải cho con hiểu được những cái điều mà mình đang làm. Cho nên là em thực sự rất là khó, giống như cha Thông có từng nói là nếu như cuộc đời của cha chỉ giải cứu được một em bé thì cha cũng đang cố hết sức bằng cả tính mạng của cha để có thể làm điều đó. Những điều đó đã truyền cảm hứng đến cho rất là nhiều thế hệ sau này, cho chị Angela, cho chị Yên Thảo, cho cô Ngọc nữ, và kể cho em nữa. Và em nghĩ là
tất cả chúng ta sẽ có thể tạo nên một cái điều kỳ diệu cho các con, cho những nạn nhân, cho những người phụ nữ. Và trong cái quá trình mà nói về OBV của em á, thì em rất là vui khi vừa gần đây nhất thôi thì em được chị Yên Thảo có share với em những cái câu chuyện về những nạn nhân, những người đã từng bị như vậy, nhưng mà khi họ biết có nhà OBV, có một nơi bảo vệ, che chở và giải cứu những em bé như vậy á, thì họ cảm thấy rất là được chia sẻ. Và cái điều đó em nghĩ là càng thêm động lực để cho các chị em mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chị share với em, chị chia sẻ với em, với các bạn một chút mấy cái ca mà rất là khủng khiếp, để cho các bạn hiểu. Có một ca là một đứa bé có 4 tuổi thôi. Chị không biết cha thông có chia sẻ với em không. Một đứa 4 tuổi mà bị bán cho 73 người đàn ông. Hoặc là một đứa bé còn trẻ, 12 tuổi, ba chị em, một người mẹ lấy cái gối đè cái đầu của mình để người yêu của mẹ xâm hại ba đứa con. Rồi có một lần chị đi với cha thông với cái đoàn mission trip cách đây cũng hơn 6 năm rồi, mà có một ông ở bên Mỹ, ông đi undercover. Ông đi undercover tiếng Việt là gì em? Dạng giống như là trà trộn vào á, đúng không? Tức là tức là trà trộn vào trong đó. Ông một người Tây cũng 60 mấy tuổi, ở Việt Nam nè, thành phố Hồ Chí Minh, đi trong cái taxi. Ông hỏi cái người tài xế, ông muốn I want to have a good time, muốn tìm gái. Thì người tài xế nói thì gái nào cũng được hết. Ông nói tôi thích trẻ, rất là trẻ. Thì ông tài xế cũng nói ok, đem cái ông đó là người mission trip của chúng ta đi cái khách sạn 5 sao ở Việt Nam. Chị không có nói khách sạn nào nha. Rồi có 7 đứa trẻ từ 3 tuổi đến 14 tuổi xếp hàng trước mặt ông. Đứa bé 3 tuổi, họ nói là không có được làm cái gì hết với đứa bé 3 tuổi, nhưng mà đứa đó có thể sợ mình. Tới đứa 14 tuổi, thuê một đứa trẻ 14 tuổi làm cái gì trong đêm cũng được hết, có 80 đô Mỹ. Mình có tưởng tượng được không? Ở Việt Nam của mình. It's unbelievable. Nhưng mà thật sự nhiều cái trường hợp rất là đau lòng, mà như Khấn Băng nói là mình tạo được cái tương lai cho các con, a brighter future, that they can achieve their hopes and dreams and overcome all their pain and suffering, and heal. That's what we're all about. So I don't know how to translate that story. I can translate for you. So I just wanted to share with everyone a little bit of the darkness of child sexual exploitation. So I shared a case that we had of a 4-year-old girl who was sold to 73 men. And I don't know how that's even physically possible. I'm a nurse, a registered nurse myself, and I just can't believe it. But you wouldn't believe it until the little girl's in front of you, and she's one of the girls that we've taken care of. There was another case of a mother who exploited her 3 daughters. She would hold a pillow over her children's faces so that her partner could rape her children in front of her. And then lastly, one of our undercover trips in Vietnam, I always thought it was a cat and mouse game for predators and pedophiles to find children, and it would be very hard for them, but it wasn't. So one of them, the men in our group, he was undercover with us. He's a retired military man from the States.
And all he did was ask the taxi driver. The taxi driver asked him if he wanted a time. He said yes, but I want girls and I want them young. So the taxi driver took him to a 5-star hotel in Ho Chi Minh City. I won't share which one it is. And he lined up, and 7 children was lined up in front of the man from the ages of 3 to 14. The pimp said that you can't do anything with the 3-year-olds, but she can touch you. All the way to the 14-year-old, you can do whatever you want with her for $80 US all night long. And those stories are just scratches the surface of what darkness really happens and the pain and suffering that these children go through. And what drives us, what drives Ken Vung and I and the rest of our team of One Body Village is that we look for the hope that we can help restore their human dignity, so that these girls can, realize their self-worth and rebuild their lives. So, and I think Ken Vung and her team for helping us raise our voice, because it's so needed. Tin Lai Ken Vung, Nam Ken Vung, come On behalf of Miss Universe Vietnam, I'm her national director, and I really, really want to say thank you to One Body Village. Daddy, our lucky to having you. Like Vung have a chance to work in with One Body Village. Yeah. To rescue the girl, to meet with Miss Yin Thảo, Miss Ngoc Nữ, Cha Thông, and you, Miss Angela. You are so inspiring. Yeah. And you are so brave. And I think that the journey of all the team who rescuing the girls will be like continue, and we will as much as possible, as many possible, rescuing them, sharing the story, inspiring them, and helping them to get a better life, and to inspire them to speak it out. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much. As long as we have the heart and the determination, yeah, we can do anything. Thật ra chị cái câu chuyện này nghe nó rất là unbelievable, nhưng mà Vân gặp mọi người, gặp One Body Village một cách rất là tình cờ. Và yeah. Vân kể mà em không tin. I know the story. You know the story. You're so you tell the story to the world. You tell the story. Chia sẻ với các bạn đi. Yeah. Em chia sẻ đi. Thực ra thì em khi mà đến với Hoàng vụ Việt Nam thì em đã đem cái dự án là muốn bảo vệ, muốn mở những cái lớp học boxing, Muay Thái gì đó để có thể cho tất cả các em bé, các chị em phụ nữ để có thể phòng vệ, bảo vệ bản thân mình. Thì em cũng đem cái câu chuyện đó đi thi, nhưng mà lúc đó thật ra thì em cũng không biết bắt đầu nói như thế nào. Nhưng mà khi mà em luôn nguyện trong lòng em nói nếu như em trở thành Hoàng Vũ thì em sẽ làm điều gì? Em luôn nguyện là em sẽ làm mọi điều để cho những người mà nạn nhân bị xâm hại, cũng như là những người đang bị khai thác tình dục, những em bé, em muốn bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Bởi vì em luôn nghĩ là phụ nữ và trẻ em và tất cả mọi người trong chúng ta thì đều xứng đáng có được sự hạnh phúc. Em luôn nghĩ như vậy, tại vì em là người sống và tình cảm, và lúc nào cũng nhắc đến những cái điều như tình yêu, tình thương, hạnh phúc trong cuộc sống. Thì đó là cái điều mong muốn của em. Nhưng mà sau khi mà trở thành Hoa hậu của Việt Nam thì em cứ ấp ủ hoài, em không biết bắt đầu từ đâu. Là bởi vì One Body Village là một ngôi nhà rất là bí mật và hầu như là không ai được biết về ngôi nhà đó. Bởi vì có rất là nhiều các anh chị báo chí sau này cũng chia sẻ là nói là họ rất là muốn đến, họ rất là muốn viết bài hay là họ muốn nhiều người biết đến hơn, nhưng mà ở One Body Village thì mọi người không cho được điều đó, tại vì họ muốn có cái sự an toàn cho các bé và muốn các bé sống trong một cái môi trường an toàn và tự nhiên nhất, và không ai biết bất kỳ cái gì về công việc của các con, và các con đi học là như những người bình thường và chúng ta không có vấn đề gì hết. Thì hôm đó em không có ngủ được chị, em không ngủ được, em cứ thao thức đến 3-4 giờ sáng. Thì em thức và em nghĩ là con không biết là bắt đầu từ đâu. Lúc đó em nói chuyện với Thượng Đế, lúc đó em nói chuyện với vũ trụ, và con không biết bắt đầu từ đâu. Và nếu như mà bây giờ con rất là hy vọng rằng con có thể làm được cái dự án này, con rất là muốn làm, tại vì thực sự nó là tự trong trái tim của con. Thì qua hôm sau đó là cái ngày kỷ niệm, ngày cưới, anniversary của ba mẹ em.
Thì mỗi năm thì em hay tặng quà, em hay đãi tiệc, em hay tổ chức, nhưng mà năm đó thì em không tổ chức nữa. Năm đó thì em quyết định là em sẽ dẫn ba mẹ em đi khám sức khỏe tổng quát. Em dẫn ba mẹ em đi khám sức khỏe xong thì cái khoảng thời gian mà đợi lấy kết quả thì em dẫn ba mẹ em đến một quán cà phê để em ăn trưa rồi đợi lấy kết quả rồi mới đi về. Thì vừa tới quán cà phê đó chị, thì ngồi em ngồi bàn bên đây chị Yên Thảo và chị Vi, dạ chị Vi ngồi bàn bên kia, thì chị Yên Thảo vừa thấy em thì chị Yên Thảo ngồi từ xa, ủa Vân, em Khánh Vân đúng không? Xong cái em quay ra em thấy chị Yên Thảo, dạ đúng rồi em là Vân đây. Xong là chị Yên Thảo nói em ơi em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Chị ơi em chưa bao giờ mà giống như một người mà mình chưa hề hay biết, em đi qua thẳng bên đó bên bàn chị Yên Thảo và em ngồi đó, coi như là em ngồi xuống và chị Yên Thảo kể cho em nghe về câu chuyện của OBV, về những em bé em bị đứng hình và em cứ ngồi yên và em nghe thôi. Chị Yên Thảo thì cứ nghĩ là chắc là Vân không hiểu cho nên cứ tranh thủ nói lúc nào hay lúc đó sợ em đi về. Còn em thì em đang bị vỡ òa là bởi vì em thật sự em đã gửi năng lượng đó đến vũ trụ và ngày hôm nay thì vũ trụ đã trả lời em, và em đã gặp được chị Thảo, gặp được chị Angela cũng như là gặp được nhà OBV. Thì em nói với chị Thảo là chị yên tâm, bây giờ em sẽ về và chị cho em xin số điện thoại và em sẽ về em liên lạc với chị liền. Và từ đó cái cơ duyên em gắn bó với OBV cho đến tận dạ Thật em sự nghĩ có duyên đó em ơi. dạ Và em nghĩ là ngày hôm nay thì cũng có cái cơ hội này có thể chia sẻ những cái câu chuyện này với các bạn khán giả, những người đã yêu mến và ủng hộ em và cũng như là tất cả các bạn trên khắp cả thế giới này với hành trình này, với hành trình OBV. Và thiệt ra thì em nghĩ đây là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cần được cái sự quan tâm của cộng đồng, cần một cái tiếng nói chung, cần một sự quan tâm và cần những cái sự chia sẻ, những cái sự yêu thương. Bởi vì em theo em được thực được biết em theo em cảm nhận thì hầu như là những em bé, những nạn nhân đến từ cái vấn nạn này á thì họ chỉ cần có một cái người đó có thể chia sẻ được câu chuyện của họ, đồng cảm thấu hiểu họ và cùng họ giúp họ vượt qua được cái khó khăn đó. Đúng rồi em. Có thể là có những cái nỗi đau nó nằm ở bên ngoài nhưng mà có những cái nỗi đau nó chất chứa ở bên trong thì nó rất là khủng khiếp. Có thể là có nhiều người nói là thì cũng biết là nó khủng khiếp đó, nhưng mà bạn sẽ không biết nó khủng khiếp đến khi nào đâu, tại vì mình phải là một người trải qua thì mình mới có thể hiểu được. Nhưng mà thật sự sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà những cái điều này nhận được cái sự chia sẻ từ tất cả mọi người. Thì đó là cái câu chuyện mà khi mà em đến được với OBV. So, the story, I think that the words when we say that when you want really want something, the all the universe will conspire to have you achieve it. Oh my gosh, that's my favorite quote. I when at Miss Universe Vietnam, we really like Vân because she's really honest. She authenticity. She really be honest with what she wants. And when she say that she wants to protect women, we all believe that. And you know that when she become the Miss Universe Vietnam, and we talking with her and we asking her what she wants, and she sharing that she wants to be the ambassador of. Organization who protect the children and the women who is the victim of sexual abuse. At this time, I never heard about One Body Village, and she never heard about it too. But it happened very in Destin at lunchtime after the time that she take her parents to have a medical health check, and they have lunch at a coffee shop, and that's where she met Miss Yin Thảo, the CEO of One Body Village, and Miss V, and. It's very destiny. They say hi with Vân, and before that she never talked to a stranger, but at this time she decided to move to Miss Yin Thảo table, and they have a talk, and they talk about One Body Village. They talk about what One Body Village to do to all the children, to rescue the children. They share about Cha Thông, they share about chị and the other things. They share about the story of the children. And Vân really wants to do this, and she come back to my company and she tell me that, and I found a project that I want to. I found the one, and I think that I must do it. I must be the ambassador of it. And my team do a research, and we totally moved by what you guys are doing. That's so amazing.
we are so thankful for that, and I'm very honored that Miss Universe Vietnam can contribute just a little bit in your in what you have done to the children, and I hope that together we can make that influence more people, and more people will know about One Body Village and what we're doing, so that the children and the women can speak up for themselves and have a better life. Yeah. And I really appreciate that Khun Vuong is very genuine, like you said. Mm-hmm. She's very authentic. She puts our children first. She respects their privacy. She truly cares about them. She doesn't parade them for her platform. She does care for the children, and that's what we love the most. Yeah. Thank you, chị. Yeah. Em nghĩ là mình thời gian mình còn lại cũng không nhiều rồi. Em biết là chị vừa mới tại vì phải nói với mọi người một điều á là chị Angela vừa mới kết thúc công việc của mình chắc phải 12 tiếng, chị làm tới khoảng 8 giờ rưỡi tối và chị vẫn nhận lời để live cùng với tụi mình lúc 9 giờ. Em rất là cảm ơn chị. Vậy thì còn một câu hỏi không cuối nữa thôi. Không có đồ để thay, không có gì để vẫn. Dạ không sao chị, lúc nào cũng đẹp. Đúng dạ. Cái. Dạ. Don't worry. Dạ. Chị làm. Một câu hỏi cuối là Vân sẽ là người represent Việt Nam và Vân cũng sẽ là người đại diện cho những em bé của One Body Village. Thì chị có muốn chia sẻ điều gì với Vân không? Oh, I just want to say you're doing everything right. So just be yourself, your genuine and loving self, and raise your voice, and we can do so much good for children around the world. So just keep doing what you're doing. Yeah. We love it so much. Yeah. Yeah, thank you, chị. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ, đồng hành và coi như là lúc nào cũng giúp đỡ em trong hành trình này. Và cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. I believe in you. Dạ, cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. Cảm ơn nhà Vivi đã tin tưởng em để cho em có cơ hội làm đại sứ, để có thể dùng tiếng nói của mình, sự ảnh hưởng của mình để có thể bảo vệ cho những em nhỏ đó. Và như một lời hứa, có gì chăng nữa thì em vẫn sẽ làm bằng cả trái tim này. Thank you em, chị cũng vậy. Hai đứa mình. Nhân cơ này gửi lời cảm ơn đến cả những người đã đồng hành cùng với em trong OBV, chị Thảo, cô nữ. Đó đều là những người rất là cảm truyền cảm hứng. Dạ. Và trời ơi. Hôm nay rất là dễ xúc động. Em bất ước. So sorry. Nhưng mà em nghĩ là những giọt nước mắt này không phải là yếu đuối đâu, mà tại vì chắc là tình yêu em hơi bị nhiều, em bị chất chứa, em bị tràn trề tình yêu quá, cho nên là em hay như vậy. Thiệt ra thì ngày hôm nay thì em cũng nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến chị, cảm ơn đến má Ngọc Nữ, chị Yên Thảo và tất cả các cô, các chị trong nhà BV. Cảm ơn Sơn Ngọc, cảm ơn Cha Thông là founder, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ trong dự án OBV này của em. Và thật ra thì mỗi ngày trôi qua, nếu mà vẫn luôn có tất cả mọi người ủng hộ bên cạnh và động viên và cũng như là đồng hành cùng với em cũng như là tất cả chúng ta trong dự án này, thì em tin là những điều tuyệt vời sẽ đến, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và chắc chắn là cuối cùng là cái điều mà mong muốn của tất cả chúng ta là mong muốn rằng tất cả các con trong nhà OBV sẽ luôn được hạnh phúc, sẽ có thể nở nụ cười trên môi và có được một tương lai thật là tốt đẹp. Cảm ơn em. Thật sự là trong 21 năm nay là chúng ta One Body Village đã giải cứu được 1,064 đứa em trẻ. And chị mong muốn là mình sẽ tiếp tục làm tới khi nào các trẻ trên thế giới đã tự do để và không có bị tổn thương. Em cảm ơn chị. Cảm ơn hai em và cảm ơn các bạn khán giả đã watch. Cảm ơn các bạn khán giả, tại vì cái live này rất là đặc biệt vì tụi mình hoàn toàn không có tương tác với khán giả. Mình hầu hết rất là tập trung vào câu chuyện, tại vì họ rất là muốn nhân cái cơ hội này để share cái câu chuyện này để mọi người biết nhiều hơn về One Body Village. Nó không phải chỉ là câu chuyện của Vân đi thi thế giới, mà thực sự tổ chức Miss Universe khi đồng hành cùng với các bạn và muốn các bạn làm một cái dự án nào đó, lúc nào cũng muốn
hiệu ứng nó lan tỏa ngay sau đó nữa, nghĩa là khi các bạn đi trên thế giới về, thực ra lúc đó sức lan tỏa của các bạn lại càng lớn, và lúc đó thì mình lại càng muốn các bạn tiếp tục đồng hành cùng với One Body Village, và chắc chắn là sẽ như thế. So I would want to say thank you to all the audience watching the live. We thank you for your support, and we hope that after the live you will do some research about One Body Village, and you understand what we've done, and you supporting us by spreading the story and helping us, that inspiring the other to speak up for their what they have been like suffer from sexual abuse or harassment if they are. And thank you so much, Miss Angela, and all the audience. I hope you enjoy the live. Thank you. Yeah. Thank you so much, and good luck, yeah, Khánh Vân. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thank you so much. Yeah. You're welcome. Thank you for having me. Good night, chị. Bye. 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 Hẹn gặp lại. See you. Bye. Bye. Yeah. See you. Yeah. Bye, chị. Bye. Okay. Yeah. Em không biết ở đâu. Okay. Yeah.